kiểu của lá nhá, theo cái kiểu của lá, cái lá của nó như thế nào thì dọc theo nó như thế, cắt cho nó đều nhau thôi. Đấy. Và cắt cái phần sống này đi này, lược bỏ cái phần sống này ra này. Sau khi chọc lá xong này thì các bạn lấy một cái đoạn dây thép này, dây thép bùa các bạn nhá. Lá cọ các bạn để kẹp ở cái góc độ này cho tốt, tách hai lá ra này, các bạn quấn vào này, chụp vào này, đây là động tác một này, tiếp tục bên đây cũng vậy này, chụp vào này, tiếp tục nha, lên đây nha các bạn này, bẻ bám sát cái mép lá này cho tôi, bẻ hướng về phía đằng trước sao cho này nó thành một cái đường thẳng như này, lại tiếp tục chụp vào như vậy này, chụp vào này, bên kia cũng vậy này, bẻ bám sát mép lá này, bẻ hướng cái này về cái phía đằng trước này, lại lật lại cái động tác này để cho nó dễ làm này. Đấy, các bạn chụp vào như này nhá, rất là hay bị nhầm lẫn ở cái đoạn chụp này nên các bạn quan sát kỹ này, tôi làm chậm này, các bạn chú ý quan sát này, bẻ lên này, bám sát mép này, bẻ hướng về phía đằng trước này, đấy, nó tạo thành những cái nấc nấc như này này, chụp vào như này nhá các bạn nhá, chụp vào này, kéo xuống này, kéo chặt chẽ này, bên đây bạn này, bẻ lên này, bẻ hướng về phía đằng trước này, lại lật lại về phía bên đây nhá, đây là cái này này, cái động tác này hay bị nhầm lắm nhá, phía bên đây để các bạn chụp vào như này này. Đấy, chụp vào như này, nhớ nhá, kéo xuống này. Sao chúng hai cái sợi này nó gần như là trùng vào với nhau. Các bạn chúng ấy làm lần lượt cho đến đến gần hết ngọn đá nhá. Làm lần lượt cho hết gần hết ngọn đá này. Làm lần lượt cho hết gần hết ngọn đá. Đấy, sau khi các bạn đan đến gần hết cái lá đấy rồi, để ăn trong cái bảng đá nó còn trên đây nhá, thì các bạn để xuống để lấy một cái lá khác. Lấy một cái lá khác nhá, cắt một cái bản cho tôi là cái bản bằng cái bản lá vừa xong ấy, áng chừng này, các bạn quan sát này. Đến đây cắt lá này đi cho nó đều và đến đây cho nó thon gọn này. Cho nó thon nhỏ dần, các bạn đặt lại nhá, đây các bạn bấm nó đi này và cắt cái phần sống này đi này. Các bạn áng chừng nhá, để cho nó nhỏ thôi nhá. Và đến đây thì các bạn cắt lá bé thôi. Đấy. Các bạn để trồng cái lá này vào đây nhá. Trồng lá này vào đây này. Bên đây như vậy này, các bạn bẻ lên này, bẻ hướng về đằng trước này, cái động tác thì nó vẫn vậy thôi, lại tiếp tục chụp vào này. Đó, bên đây như vậy này, lần lượt nhá. Các bạn đến đây các bạn tạo dáng cho cái con cò này, con cò nó cong này, uốn cổ cong này, uốn cổ cong này. Đấy thì các bạn sau đấy các bạn cứ thế các bạn làm theo thôi nhá, các bạn cứ thế các bạn đan theo này, chụp vào này, cái động tác này là cái động tác chụp đấy. Bên đây cũng vậy này. Các bạn lân theo cái này thì nó sẽ tạo thành cái vòng cái cổ con cò đấy. Các bạn có thể các bạn lân theo cho đến hết lá nhá. Cái con cò này làm hai lá này là vừa nhá. Làm hai lá này là được cái phần thân nhá. Phần cánh và phần cánh thì làm sau nhá các bạn nhá. Đấy các bạn cứ làm lần lượt đan hết lên trên này nhá. Để cho giúp ngắn thời gian thì tôi cắt gọi đi để sau khi đan thì các bạn đan được cái hình dáng như thế này nhá. Đây là
cái đầu con cò rồi. Tiếp theo là cái công đoạn làm chân nhá, làm hai cái chân của con cò, làm chân, làm mỏ và làm phần cánh nhá. Thì các bạn quan sát tôi làm cái chân này. Để làm cái chân đấy thì các bạn lấy cái dây đồng nhá, dây đồng đây. Nếu mà to thì các bạn không phải chập vào, còn đây là vì cái dây nó nhỏ quá thì tôi chập vào này. Tôi chập vào nhá. Tôi cái này tôi chập vào làm bốn đi. Đây, tôi chập làm bốn như này. Xoắn nó vào các bạn nhá. Sau khi các bạn chập các bạn xoắn nó vào này. Phần này các bạn cắt nó ra để làm móng chân con cò này, làm móng chân con cò nhé. Cắt này. Đấy, đây là nó được hai cái chân này, được hai móng chân con cò này. Đây sau khi này các bạn tách cái này ra này, các bạn tạo thành được hai món chân này, hai món chân này. Đây các bạn xoắn vào nhá. Các bạn làm được một cái định dạng nó như này nhá, đây là hai món chân nhá, là hai món chân nhá. Thì tiếp tục lấy một cái đoạn dây đồng khác này, các bạn làm cái món chân thứ ba này. Chân thứ ba này, ngón chân thứ ba và ngón chân thứ tư luôn nhá. Đấy là ngón chân thứ ba và ngón chân thứ tư luôn này. Khoảng cách này các bạn chỉnh cho nó vừa phải nhé, cho nó vừa phải này, không còn làm sao này. Sau khi được rồi này các bạn khi buộc cái phần phần chân vào như này các bạn này, như thế này các bạn đã nhìn thấy nó đã rồi. Sau bây giờ là cái phần mỏ này, phần mỏ ấy thì cái phần mỏ ấy thì các bạn cái phần mỏ ấy thì các bạn lấy cái lá này, cái đoạn lá này thôi nhé. Các bạn băng dính hai đầu nhá, các bạn dính nhá, dính sau đấy thì mình mới cắt tỉa xong.
các bạn quan sát này là làm cái phần cánh chỉ đơn giản thôi, chỉ cần thêm một cái đoạn lá nữa thì các bạn quan sát nhá. Đây các bạn cắt xem đi để quan trọng bây giờ nhé. Các bạn lấy một cái đoạn lá khác này, các bạn lấy bản lá to nhá, các bạn cắm chừng này. Đường tôi lên đây này. Các bạn lấy cái phần bỏ cái phần sống này đi nhá. Cái này thắng chừng nó ra để phần trên đây. Các bạn cắt bỏ phần sống này cho sau đấy. Áo nó vào đây nhá. Đây, các bạn sẽ cài nó vào cái phần này. Đấy, thế thì cái phần này nó làm được. Cái phần này vào đây này. Các bạn cắt cái đầu này là nó con đi nhá. Để cào cho nó dễ này, để cài cho nó dễ. Sau đấy các bạn bỏ từng cái một cánh ra này, các bạn cắt luôn vào, cắt lại những cái kia, các bạn cắt lại này, cắt nha. Sâu chặt chẽ vào này, hai bên đều cài như vậy này. Tiếp tục bên đây nhé. Các bạn cài chặt chẽ vào này. Đấy, các bạn đã thấy đã dáng rất là đẹp chưa? Đến đây thì các bạn chỉnh chọt chân tiết cho nó đẹp đẽ nhá. Thế này này các bạn để nào cái dáng như thế này thì bỏ nó đẹp rồi. Cái chân này này để đúng ở đây nhá. Đây là cái con cò phải không? Video của tôi đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ ấn vào đăng ký để đón xem những cái video rất tiếp theo nhé.